Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình COVID News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên kênh Việt News USA để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta quý vị nhé. Chương trình tổng kết, tri ân và vinh danh. Sau 2 năm, nhiều hoạt động phải bị đình trệ vì đại dịch toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều con người, hội đoàn, tổ chức vẫn tiếp tục hoạt động để duy trì và là những cầu nối cho cộng đồng người Việt Nam tại Arizona nói riêng và trên toàn Hoa Kỳ, thế giới nói chung. Chương trình tổng kết, tri ân và vinh danh do cộng đồng Việt Nam Arizona tổ chức vào ngày Chủ nhật 12 tháng 12 năm 2021 tại Indo-American 2809 West Maryland Avenue, Phoenix, Arizona 85017. Từ 5 đến 7 giờ PM, chương trình tri ân, vinh danh, ca múa nhạc và trình diễn thời trang. Từ 7 giờ tới 11 giờ PM, ca nhạc dạ vũ mùa thu. Chương trình với sự góp mặt của các anh chị em ca sĩ đang được yêu mến như danh ca Tuấn Anh, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ca sĩ Henry Trúc, ca sĩ Hạ Vi, ca sĩ Jenny Trang, ca sĩ Placco và nhiều ca sĩ khách mời đặc biệt khác. Vé Diamond 100 Mỹ Kim, mua nguyên bàn tặng một chai Hennessy. Vé Super VIP 50 Mỹ Kim, vé VIP 30 Mỹ Kim, mua tại cửa thêm 10 Mỹ Kim. Mua nguyên bàn để được chọn chỗ, hãy gọi ngay 602-481-2647, 602-481-2647 để đặt bàn và quảng cáo. Thay mặt ban tổ chức trân trọng kính mời. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2021, Trọng Phúc xin được bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona. Cảnh sát giao thông Arizona bắt hai người đàn ông với 30.000 viên thuốc fentanyl. Tempe là thành phố thứ hai của Arizona thông qua lệnh cấm phân biệt đối xử về tóc. Tin California. Các bậc cha mẹ ở California tổ chức ngồi ngoài toàn tiểu bang để phản đối quy định bắt buộc tiêm vaccine cho trẻ em. Tin Đông Bắc Mỹ. Tin Pennsylvania. Trẻ mẫu giáo Quakertown, Đức Nesa công nhận là chỉ số IQ cao. Tin New Jersey. New Jersey sẽ tài trợ cho đường mòn Access Hudson từ Montclair đến thành phố Jersey. Tin New York. Bóng bay khổng lồ được đưa cao cho các chuyến bay thử nghiệm chuẩn bị cho cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn của Macy. Tin Maine. Du lịch tăng cao về doanh thu từ bãi đậu xe ở Bar Harbor cũng vậy. Tin Rhode Island. Bão nghiêm trọng mang lại thiệt hại, mất điện cho các vùng của Rhode Island. Tin Washington DC. Thông báo về việc đun sôi nước đã được ban hành cho các vùng lân cận của quận Fairfax. Tin Hoa Kỳ. Thẩm phán bác bỏ cáo buộc vũ khí tại phiên tòa xét xử vụ giết người ở Reston House. Người đứng đầu mới của lực lượng vệ binh quốc gia Oklahoma bỏ lệnh bắt buộc tiêm vaccine. Chương trình khu vườn của những con ong tháng 11. Cách bảo vệ cho cây trồng mùa đông ở Arizona. Và cuối cùng là tin đời sống văn nghệ hôm nay với chủ đề Người Mỹ làm gì trong ngày lễ tạ ơn. Và giờ này, mời quý khán giả cùng đón xem tin chi tiết. Tin Arizona. Cảnh sát giao thông Arizona bắt hai người đàn ông với 30.000 viên thuốc fentanyl. Hai người đàn ông ở Arizona đã bị bắt vào tuần trước sau khi một người cảnh sát giao thông của tiểu bang tiến hành chặn giao thông và phát hiện ra khoảng 30.000 viên thuốc fentanyl trong xe của họ. Các nhà chức trách cho biết hôm Chủ nhật. Manuel Carrillo Serrano và Alan Aquila, cả hai đều 25 tuổi, đã được kéo vào hôm thứ Tư trên một chiếc xe Chevrolet Cobalt trên đường Freeway 10 ở Casa Grande, một thành phố nằm cách Phoenix, Sở An toàn Công cộng Arizona, khoảng 47 dặm về phía nam. Sau khi những người đàn ông này lại, người cảnh sát tìm thấy ba gói bọc bên trong chứa khoảng 8.2 pound, tương đương khoảng 30.000 viên thuốc fentanyl. K
Carrizo, Serrano và Aguilar đã bị bắt về buộc tội tình nghi vận chuyển ma túy để bán. Nhân chức trách cho biết, cả hai người đàn ông đang bị giam giữ tại nhà tù quận Pano với tiền thế chân là 50.000 Mỹ Kim. Fentanyl là một loại thuốc phiện tổng hợp mạnh hơn morphine 100 lần và mạnh hơn heroin tới 50 lần. Nó có thể gây tử vong hoặc tổn thương đến cơ thể nghiêm trọng. Tempe là thành phố thứ hai của Arizona thông qua lệnh cấm phân biệt đối xử về tóc. Tin từ Tempe, Arizona, Tempe hiện là thành phố thứ hai của Arizona cấm phân biệt đối xử dựa trên kết cấu tóc và kiểu tóc, kể cả trường học và nơi làm việc. Thành phố cho biết vào ngày 15 tháng 11 rằng Hội đồng thành phố Tempe tuần trước đã nhất trí thông qua việc bổ sung đạo luật tạo một thế giới tôn trọng và mở cho tóc tự nhiên hay đạo luật Crown và sắc lệnh chống lại phân biệt đối xử. Các kiểu tóc như thắt bím, xoắn hoặc thắt nút Bantu sẽ được bảo vệ. Ủy ban cố vấn người Mỹ gốc Phi và Ủy ban quan hệ con người của Tempe đã thúc đẩy việc bổ sung. Thành phố cũng chỉ ra một nghiên cứu báo cáo rằng phụ nữ da đen có nguy cơ bị đuổi về nhà vì mái tóc của họ cao hơn 1.5 lần và có khả năng phải thay đổi kiểu tóc để phù hợp với công việc hơn 80%. Việc hội đồng nhất trí thông qua đạo luật Crown là một minh chứng cho thấy sắc lệnh chống phân biệt đối xử của chúng tôi là chúng tôi có một quy tắc sống động và có sức sống để tiếp tục mở rộng và thay đổi khi chúng ta tiến bộ đến tư cách là một cộng đồng. Thị trưởng Tempe Corey Wood cho biết, tôi cảm ơn và tự hào với các thành viên cộng đồng của chúng tôi, những người đã giúp chúng tôi chú ý đến vấn đề này. Tin California, các bậc cha mẹ ở California tổ chức ngồi ngoài toàn tiểu bang để phản đối quy định bắt buộc tiêm vaccine cho trẻ em. Hai bà mẹ ở California hôm thứ Hai đã gửi một tin nhắn đến thống đốc Gavin Newsom trong bối cảnh một trường học trên toàn tiểu bang ngồi ngoài để phản đối việc bắt buộc tiêm vaccine cho con của họ. Laura Sesto nói với Fox and Friends, giải thích lý do tại sao cô ấy giữ con mình ở nhà không cho con cái họ đi tiêm chủng để đổi lấy việc học trực tiếp ngày phản đối. Đây là một cuộc biểu tình phản đối của chúng tôi đối với quy định vaccine vì nó áp dụng cho trẻ em từ mẫu giáo đến 12 tuổi. Sestro giải thích thêm rằng, nhiệm vụ vaccine là một sự tiếp cận quá mức. Bà nói thêm, nhiệm vụ của khẩu trang và vaccine cũng như việc giảng dạy lý thuyết, chủng tộc, quan trọng, đang kích thích các bậc cha mẹ trên toàn tiểu bang. Tôi nghĩ rằng đây là một điểm giao nhau giữa các bậc cha mẹ lại với nhau trên toàn phạm vi chính trị, trên toàn phạm vi tôn giáo. Mừng Trinh xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt New USA. Tin Đông Bắc Mỹ, tin Pennsylvania, trẻ mẫu giáo Quaker Town được Mensa công nhận có chỉ số IQ cao. Quaker Town, Pennsylvania, Kipton Hargassel, 5 tuổi là một người khá nhanh nhẹn, nhưng không giống như những đứa trẻ mẫu giáo khác cùng tuổi. Có thể nói cậu bé đã tự học, đọc lúc 4 tuổi. Kipton gần đây đã được nhận vào một xã hội độc quyền có tên là Mensa, nơi công nhận những cá nhân có chỉ số IQ cao của họ. Mẹ vừa la lên rằng, tôi đã được trong danh sách Mensa và bất ngờ té ghế. Kipton nói về thời điểm gia đình nhận được tin báo. Kipton là 107 trẻ em trong độ tuổi của cậu được tổ chức công nhận. Thành tựu lớn của cậu bé đến với thẻ thành viên chính thức và số ID tại Hoa Kỳ có tổng số gần 50.000 thành viên. Khi được hỏi liệu cậu bé có nghĩ mình có thông minh hay không, Kipton nói có, vì tôi đã hiểu ra mọi thứ. Cha mẹ của Kipton đã kể nhiều chuyện nhiều ngày và cả hai đều cho biết họ sớm biết con trai mình rất có năng khiếu. Khi còn nhỏ, nó đã biết tất cả các chữ cái và con số của mình. Nó có thể chỉ và đọc các biển báo ở nơi công cộng. Dana Hargassel, mẹ của Kipton, cho biết, khi còn là một đứa trẻ, Kipton có thể đặt tên các quốc gia trên bản đồ. Cha anh nói rằng cậu bé luôn là một người ham đọc sách.
Cậu ấy sẽ đọc tạp chí máy bay. Cậu ấy sẽ ngồi đó để đặt tên cho các máy bay. Anh ấy giống như một người rưỡi, Rob Hakasho, cha cậu nói. Cha mẹ cậu bé tin rằng cậu bé sẽ theo đuổi niềm đam mê với những chiếc máy bay mà cuối cùng sẽ hướng cậu đến sự nghiệp trong tương lai, hoặc là một phi công, hoặc phi hành gia, bất cứ điều gì trên bầu trời, cha mẹ của cậu ấy nói. Gibson khẳng định cậu khao khát trở thành phi công, và trong khi đứa trẻ 5 tuổi khiêm tốn có thể còn khá trẻ, nó khôn ngoan không thể lường trước được. Tin New Jersey. New Jersey sẽ tài trợ cho đường mòn Essex Hudson từ Montclair đến thành phố Jersey. Thống đốc Phil Murphy thông báo hôm thứ Sáu rằng tiểu bang sẽ cung cấp tài chính để mua 11 dặm đường Grand New Jersey Transit không còn tồn tại ở các quận Essex và Hudson, mở đường cho việc thành lập một công viên tuyến đường sắt nối liền Montclair rộng 135 mẫu Anh và thành phố Jersey. Tại một cuộc họp báo tại Thư viện Công cộng Bloomfield, Murphy cho biết công viên tuyến tính sẽ trở thành viên ngọc quý của hệ thống công viên tiểu bang. Đây là thời điểm highlight của chúng tôi, ông nói, đề cập đến công viên nổi tiếng được tạo ra từ một tuyến đường sắt trên cao được khai hoang ở phía tây của Manhattan. Một thỏa thuận do tổ chức phi lợi nhuận bảo tồn viện không gian mở làm trung gian vào năm 2020 đã kêu gọi các nguồn địa phương, tiểu bang, quận và liên bang mua đất từ Norfolk Southern Rail Corp với giá 65 triệu đô la vào tháng Giêng. Đã có một phần mở rộng và những người ủng hộ lo ngại rằng cơ hội tạo ra một tuyến đường sắt với tất cả các lợi ích về môi trường, kinh tế, công bằng và sức khỏe cộng đồng đang tụt mất. In New York, bóng bay khổng lồ được đưa cho các chuyến bay thử nghiệm chuẩn bị cho cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn của Messi. New York, hàng trăm tình nguyện viên đã mang những quả bóng bay khổng lồ trên các chuyến diễu hành bay thử nghiệm vào thứ Bảy tại City Field để chuẩn bị cho cuộc diễu hành ngày lễ tạ ơn Messi lần thứ 95. Tôi rất phấn khích. Tôi yêu lệ bong bóng bay. Tôi thực sự là vui lòng tất cả sự phấn khích của các tình nguyện viên, giám đốc sản xuất Kathleen Ray nói. Các đội tài Balloon Fest hàng năm đảm bảo các nhân vật khổng lồ có thể chịu được gió và các điều kiện khác trước ngày diễu hành. Rõ ràng là gió là thứ mà chúng ta cần xem xét trong ngày, vì vậy chúng tôi sẽ làm việc thông qua nó. Chúng tôi sẽ xem khinh khí cầu phản ứng như thế nào, và chúng tôi sẽ tạo ra một số trải nghiệm thời tiết phi truyền thống chỉ để đẩy nó đến giới hạn để xem nó phản ứng như thế nào, nhà sản xuất điều hành cuộc diễu hành Will Scott nói, John Ellicott của CBCS2. Chúng tôi có người đang đo gió dọc theo tuyến đường diễu hành, vì vậy họ đảm bảo rằng họ đang kiểm tra tốc độ gió trong thời gian thực. Ray nói, việc chạy thử nghiệm cũng giúp những người lần đầu sử dụng khinh khí cầu nắm bắt được mọi thứ. Xử lý khinh khí cầu không phải là công việc dễ dàng, vì vậy những người này phải đảm bảo rằng họ biết cách làm điều đó, vì vậy chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đào tạo họ ở đây ngay hôm nay và biết cách di chuyển những quả bóng bay này xuống tuyến đường vào sáng lễ tạ ơn, Ray nói. Tin men, du lịch tăng cao và doanh thu từ bãi đậu xe ở Bar Harbor cũng vậy. Bar Harbor Man, cảng bar tận hưởng một mùa du lịch bận rộn và điều đó đã đóng góp vào 2.2 triệu đô la phí đậu xe trong mùa hè này. Bangor Daily News đưa tin phí đậu xe, giấy phép và tiền phạt đã tăng gần gấp đôi so với mùa hè trước khi đại dịch COVID-19 cản trở du lịch vào năm 2020. Cơ quan công viên quốc gia chưa công bố số liệu về chuyến thăm trong tháng 10 cho vùng quốc gia Acadia, nhưng chuyến thăm dự kiến sẽ lập kỷ lục. Đối với phí đậu xe, các thị trấn bị hạn chế về cách sử dụng tiền. Bar Harbor có kế hoạch chi số tiền này để cải thiện bãi đậu xe tại bến phà thuộc sở hữu của thị trấn, nâng cấp hệ thống chiếu sáng dọc theo đường số 3 và giá để xe đạp cũng như các cải tiến khác tại địa phương. Tin Rhode Island.
Bão nghiêm trọng mang lại thiệt hại mất điện cho vùng các vùng của Rhode Island. Providence, một cơn bão nghiêm trọng và di chuyển nhanh, đã gây ra lũ lụt trên đường phố, mất điện và các báo cáo về thiệt hại trên toàn khu vực vào thứ Bảy. Người ta chưa xác nhận được liệu một cơn lốc xoáy có ập xuống hay không. Tuy nhiên, có rất nhiều báo cáo về cây cối và dây điện bị đổ. Có thời điểm, National Grid cho biết có 11.000 khách hàng ở Rhode Island không có điện. Tính đến 10 giờ 41 phút tối, 1.900 khách hàng vẫn bị mất điện. Ở Cranston, nhóm 12 News của chúng tôi đã tìm thấy cây đổ và cửa sổ vỡ tại một ngôi nhà trên đại lộ Ambrose. Tôi nghe thấy tiếng gió lớn xung quanh. Tôi thức dậy và cả ngôi nhà của tôi bắt đầu rung chuyển. Sheila Strobel nói, đó là một trải nghiệm mà Sheila Strobel và Ashley Sovian nói họ không thể giải thích được. Cả ngôi nhà bạn có thể nghe thấy nó đang rung chuyển. Cửa sổ của con gái tôi bị đập vỡ. Thật là kinh hoàng. Nó khiến tất cả chúng tôi sợ hãi, Ashley Sullivan nói. Tin Washington DC thông báo về việc đun sôi nước đã được ban hành cho các vùng lân cận của quận Fairfax. Các nhà chức trách cho biết một lời khuyên về nước sôi được đưa ra cho các cư dân quận Fairfax trong khu vực Hindenburg về việc hết sức thận trọng sau sự cố van bị hỏng. Các nhà chức trách cho biết Fairfax Water nói rằng không có vấn đề chất lượng nước nào được biết đến. Khách hàng ở phía bắc Hendon nói phía nam của đường số 7 và phía tây của Fairfax County Parkway nên đun sôi nước của họ trong một phút trước khi tiêu dùng. Fairfax Water nói khách hàng sử dụng nước bên ngoài khu vực đó và những người lấy nước từ thị trấn Hendon không bị ảnh hưởng và có thể uống nước của họ mà không cần đun sôi hay xử lý. Dưới đây là những gì Fairfax Water nói rằng những khách hàng bị ảnh hưởng nên làm. Đun sôi nước trong một phút để nước nguội trước khi sử dụng. Bảo quản nước đã nguội trong hộp sạch có nắp đậy. Sử dụng nước đã qua xử lý để uống, đánh răng, rửa sản phẩm, pha sữa, công thức cho trẻ em, tưới nước cho vật nuôi hoặc làm đá. Fairfax Water cho biết cuộc tư vấn về nước sôi dự kiến sẽ tiếp tục vào thứ hai. Các mẫu sẽ được kiểm tra vi khuẩn tiềm ẩn và mức độ clor. Văn phòng nước uống của Bộ Y tế Virginia sẽ xác nhận một khi nước an toàn để uống mà không cần xử lý, Fairfax Water nói. Sự cố van dẫn đến mất áp suất trong một phần của hệ thống phân phối nước. Van bị lỗi đã được sửa và dịch vụ cấp nước trở lại nhà. Tin Hoa Kỳ, thẩm phán bác bỏ cáo buộc vũ khí tại phiên tòa xét xử vụ giết người của Rittenhouse. Thẩm phán tại phiên tòa xét xử vụ giết người của Kyle Rittenhouse hôm thứ Hai đã bác bỏ tội danh sở hữu vũ khí nguy hiểm của một người dưới 18 tuổi. Sau đó, thẩm phán đưa ra 36 trang hướng dẫn pháp lý cho bồi thẩm đoàn, giải thích các cáo buộc và luật tự vệ. Sau đó, hai bên dự kiến sẽ đưa ra những tranh luận kết thúc, lời cuối cùng trước khi bồi thẩm đoàn bắt đầu nghị án. Rittenhouse, 18 tuổi, đã giết chết hai người đàn ông và làm bị thương một người thứ ba vào mùa hè năm 2020 trong một cuộc biểu tình hỗn loạn chống lại bất công chủng tộc, trong một vụ án đã nhấn mạnh sự chia rẽ gay gắt ở Hoa Kỳ về súng đạn, các cuộc biểu tình và luật pháp và trật tự. Anh ta phải đối mặt với bản án bắt buộc là chung thân trong tù nếu bị kết án về tội danh nghiêm trọng nhất đối với anh ta, tội cố ý giết người cấp độ 1. Tội phạm sử dụng vũ khí khi chưa đủ tuổi có thể bị phạt tới 9 tháng tù. Không có gì phải bàn cãi khi Rittenhouse, 17 tuổi, khi anh ta mang một khẩu súng trường bán tự động kiểu AR trên đường phố Kenosha và sử dụng nó. Sự quan tâm của công chúng đối với các cuộc tranh luận kết thúc đã thể hiện sự rõ vào sáng thứ Hai khi rất nhiều người hơn bình thường đứng xếp hàng bên ngoài phòng xử án 209 để có được một chỗ ngồi. Mẹ của Rittenhouse là Wendy Rittenhouse chăm chú lắng nghe trước tòa trong các hướng dẫn của bồi thẩm đoàn. Rittenhouse đã đi ra vài dặm từ nhà của mình đến Kenosha vào ngày 25 tháng 8 năm 2020 khi thành phố đang trong cơn thịnh nộ của các cuộc biểu tình gây tổn hại nổ ra khi một cảnh sát da trắng bắn vào và bị thương Jacob Black, một người đàn ông da đen. Anh ta nói rằng anh ta đến đó để bảo vệ tài sản. Video của Rick Sander ghi lại những phút quan trọng khi Rittenhouse bắn chết Joseph
Rose Ben và 36 tuổi và Anthony Husband 26 tuổi và làm bị thương Guy Gorsisker 28 tuổi. Christian Howe là người da trắng cũng như ba người đàn ông mà anh ta đã bắn. Christian Howe đã làm chứng rằng anh ta lo sợ cho tính mạng của mình và đã hành động để tự vệ. Các công tố viên đã cho rằng anh ta là kẻ gây hấn vào đêm đó và tạo ra một tình huống nguy hiểm bằng cách xuất hiện với một khẩu súng trường. Nhưng một số nhân chứng khác của chính cơ quan công tố và vô số video phần lớn ủng hộ tuyên bố tự vệ của anh ta. Trong số các nhân chứng bị truy tố có nhà quay phim Richie McGuinness, người đã làm chứng rằng Roseburn đã đuổi theo Richard Howe và lao vào vì khẩu súng trường của anh ta ngay trước khi Richard Howe bắn anh ta. Ryan Bass, một người cựu binh trong nhóm của Richard Howe vào đêm hôm đó, đã làm chứng rằng Roseburn đã đe dọa giết Richard Howe và những người theo anh ta nếu bị bắt. Ruskin là người đàn ông duy nhất bị bắn sống sót, thừa nhận rằng anh ta có một khẩu súng trong tay khi đến gần với Richard Howe và nó đã chĩa vào anh ta. Về phần của Hooper, người anh ta đã đánh Richard Howe và bắn gục. Trong khi đó, những khoảnh khắc thuyết phục nhất của phiên tòa là lời khai của chính Richard Howe. Trong khoảng 6 giờ trên khán đài, hầu hết ở tư thế sẵn sàng và thực tế, anh ta nói rằng anh ta sợ Richburn sẽ tước súng và bắn anh ta và những người khác. Anh ta nói rằng anh ta không bao giờ muốn giết bất kỳ ai. Tôi không làm gì sai cả, tôi đã tự vệ cho chính mình, Richard Howe nói. Người đứng đầu của lực lượng vệ binh quốc gia Oklahoma bỏ lệnh bắt buộc tiêm vaccine. Phụ tá của tướng Thomas Messino sẽ loại bỏ lệnh bắt buộc tiêm vaccine cho lực lượng vệ binh quốc gia Oklahoma theo một bản ghi nhớ hôm thứ Năm do Oklahoma thu được. Sẽ không có lệnh hành pháp lý hoặc hành chính tiêu cực nào được thực hiện đối với các thành viên bảo vệ từ chối tiêm vaccine COVID-19 bản thân ghi nhớ. Thống đốc đảng Cộng hòa Kevin Steve đã bổ nhiệm Messino, một cựu chiến binh 35 năm của lực lượng vệ binh quốc gia, thay thế cho cựu phụ tá thượng tướng Michelle Thompson vào hôm thứ Tư. Steve đã gửi một lá thư cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin vào ngày 2 tháng 11, yêu cầu đình chỉ lệnh bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 cho các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Oklahoma. Động thái này đã gây ra xích mích giữa thống đốc và Thompson, tờ Tulsa World đưa tin. Steve viết, nhiệm vụ này là vi phạm quyền tự do cá nhân của nhiều người, Oklahoma Man, vì nó yêu cầu họ hy sinh niềm tin cá nhân để không bị mất việc làm. Văn phòng của Steve đã phủ nhận Thompson đã bị thay thế do ý kiến của ông ta về nhiệm vụ tiêm chủng và cho biết việc thay thế chỉ huy đã được thực hiện từ tháng 10, The Oklahoma Man đưa tin. Cái cảnh nhớ Việt Nam dễ sợ luôn. Ước gì ở Arizona mà có thời tiết như là Florida đó, tha hồ trồng các loại cây ăn trái như Việt Nam nữa là sướng biết mấy. Thấy thời tiết gì đâu mà lạnh thì thật là lạnh, mà nóng thì thiệt là nóng. Thì biết là vậy, nhưng mà ở đây trồng cũng nhiều được nhiều loại lắm á anh. Em bán cây thì em nói vậy thôi, chứ anh nghĩ là maybe là ớt rồi này kia thì được. Hay là mấy cái bạc hà phía sau lưng này thôi. Ừ. Nói vậy thôi, bây giờ anh không tin phải không? Anh dẫn anh đi coi nha. Ok, đi. Đây đây Tâm nè, tốt hơn trồng được 4-5 năm rồi đó. Lựu này thì khỏi nói luôn, trồng rất là dễ, cũng không cần phải tưới nước rất là nhiều nữa mà nó mọc kinh khủng khiếp. Đây là vườn ổi, đây là ổi ruột đỏ nè, ổi Đài Loan nè, với lại một cây ổi nữa là ổi sát lị của mình. Đây là cây mãng cầu Úc, em thụ phấn mới được một lần mà được 3 trái. Cái nhãn em mới trồng năm ngoái, trái xum xê mà trái rất là ngọt luôn. Cây lê kima này bây giờ chuẩn bị có bông, đang chờ thụ phấn nó có trái thôi. Dạ, được 2 năm. Đây là cây cóc, hầu như ăn gần như quanh năm, em trồng được 1 năm rưỡi rồi, không cần phải che. Cây xoài thái thần thánh của em nè, nhìn chùm đã không anh? Dạ, ngoài ra còn rất là nhiều loại cây khác, như nhật khế, vải, me, trứng cá và nhiều loại cây ăn trái Việt Nam khác. Nếu mà quý vị có muốn có vườn cây ăn trái thì cứ gọi số điện thoại cho em là 480-825-3885 ạ. Cảm ơn. Giới lạnh đã bắt đầu tràn đến Arizona để khung cảnh thời tiết của Arizona chuẩn bị đón một mùa đông.
Trong tháng 11 này, chương trình Khu vườn của những con ong sẽ hướng dẫn cho quý khán giả thích trồng trọt sự chuẩn bị sẵn sàng cho khu vườn của mình trước mùa đông lạnh giá có thể đến bất ngờ. Mời quý khán giả cùng đến phần tiếp chuyện với cô Phương My, chủ nhân của khu vườn, trong đề tài hôm nay: cách bảo vệ cho cây trồng mùa đông ở Arizona. Rồi, tốt. Chào tất cả quý vị đến với chương trình Khu vườn của những con ong, một cái chương trình rất là thiết thực cho người Việt của chúng ta, đặc biệt là những người yêu thích trồng cây và có những cái khu vườn với những cái cây mà rất ư là Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lần nữa chào đón Phương My đến với cái chủ khu vườn của chúng ta. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Dạ, xin chào Trọng Phúc. Và thưa quý Phương My cũng như thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập tới một vấn đề rất là đặc biệt và rất là quan trọng đối với những người trồng cây, đó là làm cách nào chúng ta phải chuẩn bị như thế nào cho cái mùa đông sắp tới. Chúng ta thấy bây giờ là đã 11 tháng 11 rồi phải không? Yeah. Và tháng 12 thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy có những cái đợt lạnh nó kéo tới bất ngờ, mình không có thể đoán được. Và nhiều khi tới khi mình chờ, tới khi mà lạnh rồi đó, mình chạy đi mua nhiều khi nó hết mấy cái đồ đó luôn. Thành ra nếu mà được thì chúng ta hãy chuẩn bị từ bây giờ. Thì Phương My có thể cho biết một số cái vật dụng chúng ta có thể chuẩn bị cho cái mùa đông đối với những cái cây, thứ nhất là những cây thấp ha, những cái vườn rau cải. Thứ hai là những cái cây mà nó còn là có cây ăn trái. Dạ. Thì mình có những gì mình chuẩn bị cho đất cũng như cho cái sự bảo vệ của nó? Dạ, thật ra mùa này là bắt đầu là cũng gần sắp trễ rồi đó. Cho nên tụi em đã bắt đầu rải mốc, có nghĩa là mùng cưa rễ cây dụng hoặc là cỏ gì đó. Mình phủ gốc cho cây rồi, mùa này đã bắt đầu phủ rồi. Mà phủ một lớp rất là dày để cho cây, những cái cây mà nó sensitive, cái gốc của nó giữ ấm được á. Thì cho dù phía trên nó có bị chết, bớt cháy đi này kia mà không sao hết. Dạ, lá nó bị thì cái gốc của nó vẫn tốt. Mà nếu mà cái gốc của nó đã bị cháy rồi á, nó bị gọi là cháy lạnh á. Bị đông đá đó. Dạ, thì nó không có phục hồi cây lại được. Thì đó, bây giờ mốt là tụi em để lên cao xíu nữa, em sẽ qua bên kia chỉ cho cái mốt. Rồi thứ hai nữa là... Ở dưới đất mình thấy cái mốt đầy rất là nhiều rồi. Dạ, thứ hai nữa là giải che lạnh. Giải che lạnh nó gọi là frost protection fabric. Tại vì nhiều người cứ hỏi em, bây giờ mình che cái loại shade frost á, là cái giải che nắng á. Thì như vậy là che vậy là đủ rồi phải không? Em nói không phải, tại vì cái đó chỉ là che nắng thôi. Cái giải che nắng nó không có, nó không phải là giải che lạnh, mà che lạnh là mình phải che đủ bốn phía hết, phía trên nữa. Còn che nắng thì mình chỉ phải che phía trên thôi, hoặc là một bên thôi là cùng rồi. Dạ. Thì cái đó là mình bắt đầu mình phải đem về để mình chuẩn bị những cái cây nào mà nó sensitive, giống như là cây mận nè, cây nói chung đa số các loại cây Việt Nam mà những cây mình mới trồng năm đầu tiên mình đều phải che hết. Chùm ruột này kia cũng chắc chắn phải cần che phải không? Gốc cũng nên che nữa. Nếu mà mình ở một cái khu nào mà không, cây nó không có dày đặc lắm á, mà cho dù dày đặc mình che nó thì nó sẽ không có bị cháy lá. Là những cây đó mình nên che. Chỉ có ổi thì không có che, sorry, mà năm đầu tiên em vẫn phải che. Dạ. Xoài nữa. Xoài thì chắc chắn phải che. Dạ, bởi vì cái lá nó hơi mềm hơn ha. Dạ, với lại những năm đầu tiên á, nhưng mà tùy theo nữa, có lá non á thì nó dễ bị cháy nhất luôn á. Cho nên bây giờ là mình không có bỏ phân mà để cho thúc cho nó ra lá. Bởi vì ra lá là lá non là chịu không nổi. Dạ đúng rồi. Tại nó khôi kè đó, bây giờ chỉ cần tưới nước mà che cho nó giống như nó ngủ mùa đông đi. Dạ, giữ ẩm thôi. Không cần phải tưới rất là nhiều nước, tại vì mùa này nước nó không có bốc hơi được. Thứ hai nữa, mà mình để một cái lớp mùng cưa lên trên á, để dưới nó ẩm lâu lắm, cho nên chỉ cần một tuần cho đến hai tuần mình tưới một lần cũng được nữa. Vậy là như vậy thì mình hạn chế cái lượng nước tưới để cho nó khỏi bị úng cây, và thứ hai nữa là hạn chế bớt bón phân. Thời điểm này là thời điểm mà đừng có hối thúc nó phát triển. Và chỉ cho nó ngủ thôi, gọi là giống như cầm cự với nó thôi. Như vậy thì đó là những cái cây lớn, cây ăn trái. Còn những cây mà rau ráng này kia thì cái mùa này nó ok không? Anh thấy có nhiều loại rau cũng rất là tốt cho cái mùa này. Dạ đúng, mùa này thì mình trồng được những loại rau giống như là cải nè, tất cả các loại cải hầu như tầng ô này kia phải không? Tầng quá tuyệt vời ha. Son, dạ, wow. Cải ngọt, cải cúc nữa. Nói chung là cải xanh nữa. Đó là rất là tốt luôn á. Mùa lạnh này có cải xanh. Dạ. Đổ bánh xèo, đổ bánh tuyệt xèo. Vời. Dạ. Nghe nói là đói bụng liền thưa quý vị. Nên chưa không biết là quý vị nghe xong chương trình là lật đật là lục trong tủ của mình có mấy cái bì bột bánh xèo hay không, trong có vài con tôm hay là thịt hay cái gì đó, là đủ thứ hết. Dạ vâng, thì những cái mùa này thì là những cái loại rau đó là trồng rất là tốt. Dạ, đúng. Nó phát triển có một số loại rau vẫn còn đang tốt, giống như em đang trồng
rau răm cũng rất là tốt. Dạ. Rau răm ở đây mình cũng trồng được khá tốt ha. Dạ đúng rồi, thường rau răm đây như mà nắng quá là nó không đấy, mà lạnh quá nó cũng teo lại. Mà rau răm là rau mint nè, những cái loại rau quế bây giờ em vẫn còn trồng rất là tốt. Nhưng mà ví dụ như tới tháng 1 á là bắt đầu, tới tháng 12 á, giữa tháng 12 rồi bắt đầu một số loại rau nó sẽ teo lại hết. Còn một số cái loại cây mà cây thân nước, ví dụ như cây chuối đâu này kia thì sao? Chuối thì tới mùa lạnh á thì đa số có những lá của nó sẽ teo xuống lại hết. Nhưng mà cái gốc của nó vẫn còn tốt nha. Có thể là qua mùa lạnh mình nhìn thấy cây chuối một nửa trên chết, một nửa dưới nó còn xanh xanh, mở ngoài nó cũng chết đó. Cho nên mình phải cắt ngang đó. Ngang cái chỗ nào mà nấy nó đen á. Thì sẽ thấy cái tới chừng nào nó xanh á. Bắt đầu nó mọc lên lại từ cái cái chồi chỗ đó đó. Dạ đúng rồi. Mà như vậy thì mình chắc hơi sát sát xuống một tí đi. Xuống thì tốt hơn. Đúng rồi, để cho nó tại cái vì, nó mạnh hơn. Tại vì mình có nhiều người tiếc á, mình tiếc. Không nhấp cắt chanh cắt cái tí thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì cắt sát sát xuống một tí, giống như là trường hợp cái chị gì đó ở cái vườn vừa rồi là chị cứ tới mùa đông là chị cắt chị Toàn á, Thanh Toàn đó, chị cắt rất là sát ở dưới để nó vươn lên rất là mạnh. Dạ, okay. Chuối thì có thể nếu mà mình muốn nữa thì mình cắt mình ăn trước thì đúng rồi cây. Đúng rồi, ăn cây rồi sẽ làm bọc lại phải không? Dạ bọc lại. Nhưng mà nói chung hơn là cũng phải chừa cho nó một khúc, tại vì cái lạnh của nó sẽ bị phần trên nó sẽ che bớt, nó chết bớt. Chứ đừng có cắt xuống. Cắt xuống là nó lạnh đi chết thêm một khúc nữa là không đủ sức. Chứ là nếu mà mình cắt xuống cái củ nữa là xong rồi. Xuống luôn á, là không bọc lá lên lượt luôn á. Củ chuối ăn cũng rất là ngon. Là đừng đào lên. OK, và chúng ta đi qua những một số cái đồ để chúng ta có thể biết những cái gì để chúng ta chuẩn bị cho cái bảo vệ cho cây mùa đông. Em khoe luôn cái mướp. Dạ, thưa quý vị thấy không? Cái mướp này gọi là cái mướp gì mà rất là dài? Dạ, đây là mướp rắn. Dạ, quý vị thấy không? Nó dài hơn một da, hơn một mét. Dạ, quý vị thấy không? Gần bằng cô chủ luôn đó. Và cái này sẽ giống cho nếu quý vị nào sau cái mùa xuân này đó và bắt đầu sau cái mùa đông này đó và chuẩn bị muốn trồng những dàn mướp thì chúng ta bắt đầu trồng là mùa xuân chúng ta bắt đầu trồng được rồi. Dạ. Thì hay liên lạc với cô chủ của khu vườn để chúng ta có những cái hạt giống mướp một trái ăn cả nhà, mà nhà nào mà ít người là ăn cả 2-3 tuần luôn, cắt ra khúc là nấu canh hay xào nhiều thứ đó có thể ăn với mướp. Đối với anh thì mướp anh vẫn thích nhiều hơn so với bầu bí. Tại mướp mình làm nhiều món được hơn, ăn ít ngán hơn so với bầu hay là bí. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với những cái đồ mà chúng ta sẽ chuẩn bị dùng bảo vệ mùa đông cho cây. Dạ đây là cái giải che lạnh đây. Giải che lạnh thì nó dày hơn cái giải che nắng. Nó mặc dù mình có thể nhìn xuyên qua nhưng mà nó cản được gió nè. Cái này nó cản được rất là nhiều gió đó. Cho nên che lạnh này nó giúp cho cây nó ấm hơn cùng khoảng 8 độ cho tới 10 độ C. Nếu mà nó hai lớp hay là một lớp? Anh thấy chúng hai lớp. Dạ cái này là hai lớp nhưng mà tụi em gặp lại thôi. Gặp rồi. Cái này có một lớp. Một thôi. Lớp. Dạ. Nếu mà mình muốn hai lớp á thì ban ngày mình phải mở ra cho nó đủ nắng á. Đúng rồi. Còn nếu mình che một lớp thì mình để qua xuyên mùa đông cũng được, tại vì nó có thể có thở được nè, cây nó thở được. Dạ, nó có những cái lỗ để mình cái lớp giống như là nó sẽ giúp cho cái nó thoáng cái hơi. Nên dạ. Không phải là bị bí hơi. Dạ đúng rồi. Giống như phải bị nhựa thì bị bí hơi, cái loại này thì ok. Dạ. Nếu mà cây nào mà cần ấm hơn á thì mình làm hai lớp để che cho nó, rồi ban ngày cái mình dỡ nó ra. Cây miếng này thì nó diện tích nó rộng bao nhiêu? Dạ thường thường này là bề ngang 10, còn bề dài thì mình muốn bao nhiêu thì bao nhiêu. 10 là 10 feet á. 10 feet. 10 feet bề ngang, 10 feet bề rộng thì có 10 đồng hả? Thì cái này em ra em có bán, ở đâu cũng có bán á. Cho nên mình cắt, mỗi lần cắt là thường tùy theo cây, có thể cây mình cần 10 feet, cây mình cần 20 feet chẳng hạn vậy. Là cái cây này mình chỉ là mình trùm nó lại. Đúng rồi, trùm lại từ trên xuống dưới luôn á. Mình đóng cái cọc 3-4 cọc gì đó. Xong rồi mình trùm nó lại. Ok. Thì khi mình trùm nó như vậy thì mình có cần phải trùm sát nó không? Mình vẫn kệ nó, mình bao nó đâu sao đâu phải không? Đụng lá đâu sao đâu phải không? Đụng lá không sao, cái ni lông đụng lá nó mới trái. Thì mình để cho nó hơi xa xíu thì cũng tốt hơn. Dạ để nó nắng ở qua nó lạnh nó không có táp được cái lá nó. Nhưng mà nếu mà mình muốn mình đóng ba cọc ba bên á. Hoặc là 4 cái hoặc 3 cái cũng được. Xong rồi anh chùm, có người đóng có 1 cái xong rồi chùm nó xuống luôn cũng được. Tại mình làm biếng. Nếu mà một cái thì trường hợp cái cây nhỏ thì dễ hơn. Còn nếu mà cái cây mà nó lớn quá thì một cọc hai cọc gì đó cũng như khi cũng không có đủ độ cao cho nó.
Và như vậy thì nếu mà trường hợp mình vẫn có thể họ làm cách nào, ví dụ nếu họ trùm xong rồi, nếu mà buổi trưa hoặc có thời gian họ vẫn có thể mở ra, nếu ngày mà không có có bị lạnh thì họ vẫn có mở ra để cho cái cây nó thoáng lấy ánh nắng mặt trời tốt bình thường. Đúng rồi, mở ra nó sẽ ấm hơn cho cái cây, nó hấp thu ánh nắng nữa, cho nên cây nó không có bị vàng lá quá. Và như vậy thì ở đây mình cũng có bán để giúp đỡ mọi người có thể cần có thể mua những cái tấm, mà nhiều khi đi tìm những chỗ khác nó có, không phải chỗ nào nó cũng có bán hết. Tại là nếu mà bán ở đây thì cái địa chỉ của mình ở đâu và số điện thoại có thể liên lạc để mua? Dạ, địa chỉ là 8640 South 19 Avenue, Phoenix, Arizona 85041. Còn số điện thoại là 480-825-3885. Thứ nhất thì chúng ta sẽ biết cái cây của mình cao bao nhiêu, thì khi chúng ta tới mua nó dễ để mà tính toán cái độ rộng của nó, và chúng ta muốn cách nào thì chúng ta sẽ biết như vậy nó dễ hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta nên mua thì nên mua bây giờ, bởi vì nếu chúng ta mua trễ quá đó thì khi mà nó tới mùa lạnh rồi đó, nhiều khi đi tìm hàng nó hút hàng thì nó không có tốt cho mình. Lúc bây giờ nó tiếc công trình mình trồng một nguyên cái mùa hè rồi này kia, chịu đựng được rồi tới mùa đông mà chịu không nổi là tội nghiệp lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua với cây mốt. Đây giống như trường làm trường bắt giới mà phải không quý vị? Có giác bên dài nữa. Đó, bên dài. Không, đây là sa tăng chứ, sa tăng mới có cái này không? Trường bắt giới. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cái phần mà gọi là cái mốt, là hay là những gọi là mùng cưa, gỗ vụn đồ này kia đó, lá cây này kia đó. Thì tuy nhiên thì nhiều khi những cái đồ mà chúng ta tưởng là có thể là tìm ra dễ mà là lúc mà cần thì không có. Thì ở đây chúng ta có cái mốt, nghĩa là những cái cây mùng cưa hay là những cái gỗ xác gỗ mà băm nhỏ đó. Thì em có thể chia sẻ cái này khi mà mình bón mình cách sử dụng như thế nào? Cái này là mình để lên trên, mình bón phân, trồng cây xong bón phân rồi đủ, giống như bỏ đất xuống dưới pha đất á, trồng bỏ phân lên, bỏ phân trùng quế, rồi cái này là mình để lên trên cùng. Mà cái này mình muốn để lên trên và càng nhiều càng tốt, không sao hết. Có thể là 6 như đây luôn á. Thầy tụi em để là mình sẽ để xung quanh cái góc có chừa cái khoảng trống nào, chừa cái chút xíu. Cái này thì nó cũng ví dụ cái góc như vậy thì mình chừa xung quanh khoảng giống cái tô phải không? Dạ. Thì miễn là nó thật ra nó không có ảnh hưởng nhiều. Không, đúng rồi. Nhưng mà tại vì nó có thể nó cái này nó không có đặc giống như là phân. Cho nên nó cây nó có thể thở được, nó không có bị ngẹt, đúng rồi. Ngợp á. Dạ. Thì cái này thì mình tìm ở đâu cũng cũng được. Nếu mà ở nhà mà có thời gian rảnh thì mình dùng lấy chay cây mình chặt nhỏ ra, băm nhỏ. Tuy nhiên thì quý vị, ở đây mình cũng có bán và mình bán thì như thế nào? Thật ra một bịch vậy có 5 đồng thôi. Thì một cây quý vị còn 1-2 bịch là ok, nếu cây nhỏ nhỏ đó thì mình phủ xung quanh thôi. Dạ. Cái chính của mình á, cái cây này, tại cái này sau khi nó thứ nhất làm cho cái cây nó ấm, phải không? Thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho cái nước nó không có thoát, nó không có bốc hơi nhiều. Dạ. Nghĩa là mình sẽ bớt tốn nước. Và thứ ba nữa, sau một thời gian thì nó trở thành phân cho cây. Dạ đúng rồi, sau khi nó phân hủy ra nó thành phân. Cái này á là mà nó gọi là tươi, tại vì tụi em mới vừa lấy á, người ta chở xuống rồi, người ta sẽ chở những cái xe truck giống vậy á. Nếu mà mình cần nhiều á thì mình cũng có thể đăng ký vô gọi là woodchips.com, thì người ta có thể chở nguyên xe truck. Nhưng mà người ta chở là người ta chở nguyên xe nha, ta không có chở không được. Chở dài ba bao hết. Dạ, mình phải có chỗ để cho người ta bỏ xuống, rồi mình phải tự là vô mình khiêng vô mình đắp lên cây. Còn không á thì tụi em bán 5 đồng một bao, bao cái lớn vậy. Thì để chừng ngày một bao hoặc là hai bao cho một cây một lần như vậy thì cũng rất là tốt cho cây, nhất là mùa lạnh này á. Và như vậy chúng quý vị thấy, đây là cái loại mốt, và chúng ta có thể đó dùng cái mốt và sau đó quý vị bón xung quanh. Xong thời gian nó là cái phân cho cây. Thứ nhất là nó càng nhiều càng tốt, không có sợ hại cái cây. Nghĩa là không có sợ nóng cho cây mà cũng không có sợ lạnh cho cây, mà ví dụ như là cây bị ngợp này kia không có, bởi vì nó xốp, tương đối nó xốp và nó có cái độ trống để mà cây nó có thể hít thở. Ngoài ra thì giảm được cái lượng nước của mình, bảo vệ độ ấm cho cây. Trên phần nữa thì cái số điện thoại để có thể liên lạc nếu quý vị nào cần mua mốt để mà giúp đỡ cho cái cây trong mùa đông. Dạ 480-825-3885 ạ. Còn nếu quý vị nào mà cũng cần mượn cái này để đóng phim rồi đó kia rồi, thì cũng tới đây luôn. Dạ vâng. Và dạ, chúng ta sẽ đến một số cái cây mà trồng được trong cái mùa đông này nha. Và chào quý vị, như quý vị được thấy thì nói về cái cây chuối thì chúng ta thấy không? Ra rất là xum xuê. Chúng ta vừa rồi chúng ta thấy trên mạng là trong cây chuối, buồng chuối ra rất là cái hoa chuối đó, cái bắp chuối đó rất là bự.
Còn chuối thì còn đang ra nải rất là nhiều luôn. Và cái cây chuối này mình trồng được bao lâu rồi? Cái này trồng được 1 năm rưỡi. Wow, 1 năm rưỡi mà quý vị thấy cái lá rất là to, rất là lớn, mà nó dày luôn đó. Cái cây của nó ở dưới đó, là nó giống như là thân người vậy đó. Cây bự lắm. Cái bông chuối này là đang ở bên cái bắp chuối này là đã gần hết rồi đó, nó mọc ra. Từ cái kia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nải rồi đó. 8 nải mà nó còn bự giống vậy đó. Ăn cái bắp chuối này cũng đã lắm. Chắc cho nó xuống thêm khoảng vài ba nải nữa rồi mới ăn. Tại vì để cho nó nuôi cho cái cây kia. Tại đúng qua rồi. Tới mùa đông rồi. Mà em nghĩ là qua mùa đông mà nó không, mình không cắt sớm thì nó sẽ không có, không đủ sức để ra cái chín á. Đó. Và với cái chuối như vậy thì cái chỗ nó cái loại cái này thì nó có tránh được mùa đông nó đỡ không? Không cái phải. Này là chỉ để che nắng thôi. Để khỏi bị héo lá, bị cháy lá thôi. Rồi vài bữa nữa là em sẽ làm một lớp che lạnh hồi nãy á. Phải phủ hết luôn cái chỗ này. Tại cái cốc của em bây giờ nó cũng ra rất là nhiều trái cho nên cũng muốn che cho nó. Trên đường mình ghé mình thăm cây cốc một tí nha. Ok, rồi đấy quý vị thấy không? Cây chuối ở Arizona ra bườn chuối rất là đẹp, rất là lớn. Và trái chuối thì quý vị thấy, đến khi mà nó chín thì mình sẽ giới thiệu bà con một lần nữa. Đây, mình lấy cái lá khô ra. Bây giờ mình nó chín là tại vì đang mùa đông, nó ra đúng mùa đông luôn. Đúng rồi. Để cho nó bớt tí. Ok, rồi mình qua cây cốc nha. Và thưa quý vị, như đã giới thiệu là chúng ta tới cái cây cốc. Đây cây cốc mà cái đợt mà vừa rồi mình ăn đúng không? Dạ, mình hái ăn á, mà mới vừa hái xong cái đợt vừa rồi trái rất là bự rồi đó. Bây giờ đã ra một lượt trái mới, chỉ trong vòng có hơn một tháng cho mấy, phải không? Và chúng ta thấy đó, cốc đẹp không? Ra xung xuê hết luôn, bên đây cũng vậy, nó chùm như vậy, tha hồ mà quý vị thấy không? Cốc rất là đẹp, một buồng như vậy là cũng tới mấy chục trái luôn đó. Cốc nó rụng lắm á. Ít rụng hả? Dạ đúng rồi. Nhiêu đây là nó thành trái luôn á, có điều nó nhiều quá luôn cho nên mình phải ăn, tranh thủ ăn. Nghĩa là nó ra được cái nào cảm thấy mình ăn được rồi là cứ hái ăn. Dạ. Để cho nên nó không, nó dồn sức cho nuôi những cái trái còn lại phải không? Dạ đúng rồi, chứ không trái nó nhỏ. Nhưng có thứ hai nữa, đây là mùa lạnh cho nên chừng một nửa tháng nữa thôi là em tranh thủ em cắt bớp để cho nó dưỡng chơi cho cây. Nếu mình để thì nó nuôi trái quá, cây nó yếu sức á. Thì không qua nó không có chống chọi mùa đông tốt. Mùa đông nó lại bị ấy, với lại hơn nữa lá của nó này bây giờ còn rất là nhiều lá non. Đúng rồi. Vài bữa nay em sẽ hái vô nấu canh lá cốc, nó cũng gần giống canh lá giang vậy đó. Ồ, nó chua chua. Dạ. Vậy là lấy cá chốt bên này kia, bên này có cá chốt. Cá chốt lấy cá chốt canh lá giang cũng rất là ngon, một cái đặc sản của miền Trung đó quý vị. Vậy em không biết, tại em chỉ biết canh gà lá giang thôi. Với lại hoặc là bánh xèo, hồi nãy cái món bánh xèo nãy mà có lá cốc. Có lá cốc chua chua phải không? Dạ đúng rồi. Dạ, nên quý vị đó, trên tội nghiệp cây cốc có nghe nói nó cũng sợ. Tỉnh lặng mất hết đó quý vị. Dạ, hâm dọa rồi. Dạ. Và chúng ta thấy tại cây cốc rất là đẹp. Không phải như đây thôi, dòng nguyên cây. Nguyên cây đó, coi là cứ xung quanh đây phải không? Trái đầy hết. Và cây cốc này được bao lâu rồi em? Cốc này được 3 năm rưỡi. Ồ, 3 năm rưỡi, chỉ có 3 năm rưỡi. Có nhiều cây mà trồng với cây dừa thấy cần cả chục năm mới có trái. Còn cái này chỉ có 3 năm rưỡi là đã trái mà đã ăn cũng được chắc được 1 năm rồi phải không? Mà xí nha, em trồng cây cốc này cũng hơi lớn. nghĩa là cái cây này đã lớn rồi, thành ra nó đảm bảo tốt. Thành ra quý vị muốn ăn nhanh, mua cây lớn, đảm bảo thứ nhất là nó mạnh phải không? Thứ hai, ăn liền. Chứ còn nói chung mà để chờ cái kiên nhẫn của mình mà chờ cho nó trái mà nó nhiều giống vậy á thì em không có kiên nhẫn cho nên thôi lấy cây lớn. Cây lớn cho nó an toàn mà nó ra nó chắc chắn cho mình luôn ha. Đúng rồi, nó mạnh hơn những cây nhỏ trong mùa đông với lại mùa hè cũng vậy, nó mạnh hơn rất là nhiều. Tại vì gốc nó lớn nữa cho nên ăn rất là nhiều rồi đó, mà năm nào cũng trái liên tục luôn, nó không có ngừng luôn á. Dạ, tới mùa đông là trái của nó không có lớn nổi thôi cho mình phải cắt bớt. Đúng quý vị thấy không? Xung quanh thì quý vị thấy cây cối rất là xanh tốt nhưng mà tiếng xe chạy vẫn chạy ào ào. Trên Arizona thì dù gì nữa một cái khí hậu nó rất là nóng vào mùa hè, tuy nhiên lại có những cái thời điểm rất là lạnh vào mùa đông, mà chúng ta vẫn trồng cây cối được. Thành ra là đây là một cái niềm vui của những người mà lưu luyến nhớ Việt Nam với những cái cây rất là Việt Nam của chúng ta. Và thật sự ở Việt Nam mà để trồng một người mà có một cây cốc trong nhà cũng rất là hiếm. Không phải ai cũng có thể có những cây cốc. Mặc dù ở quê này kia thì anh cũng không thấy nhiều người trồng cây cốc. Ở quê của anh thì có một người trồng cây cốc rất là lớn, leo nó hái cốc hay là ở cây me nữa.
nhưng mà không phải là nhà nào cũng có. Cốc này là cốc Thái cho nên nó có trái sớm hơn và nó không có cao lắm như Việt Nam, cho nên nó dễ che chắn bảo vệ hơn cốc Việt Nam. Đúng rồi, mà không những vậy là cái trái cốc này ít chua như cốc Việt Nam mà lại ra trái rất là xum xê. Cái này nó nhỏ nhưng nó còn chua. Rồi, ok, chúng ta sẽ qua tiếp tục. Đây là mảng cầu Úc nha quý vị. Cái này nó gần chín rồi. Mà do nó là năm đầu tiên em trồng nó có trái đó, cho nên trái của nó không có lớn lắm. Đó, gần chín rồi. Wow. Gần già chứ. Đây nè, đây một trái, hai trái nữa. Bây giờ theo em thấy không vậy? Không, không, lên cao xíu. Thấy là đẹp đi. Lên mặt sao? À, lên cao, lên cao. Rung lắc quá. Đó, hai trái trên đó. Dạ. Đây còn nhiều lắm á, tại vì. Và cái này được bao lâu rồi ha? Cái này em mới trồng được có hai năm, hơn một năm thôi. Hơn một năm rồi. Mà cái trái nó ra xum xê mà nó rất là thấp nên cũng rất dễ dễ chăm sóc của nó ha. Dạ đúng rồi. Đây là mảng cầu na của Việt Nam mình nào quý vị. Nhiều lắm, năm nay em chỉ có thụ phấn được có một phần nào thôi, nhưng mà nó ra trái rất là đông. Nhiều chứ đâu. Đây là một trái nè, mà bữa giờ chị ăn cũng mấy trái rồi đó. Nó rinh với lại nó rụng nữa. Quý vị thấy trái ở trên không? Và bên này nè, trồng luôn nè. Đó. Cái này nó còn nằm trong chậu luôn á. Mảng cầu na mình nằm trong chậu cũng tốt lắm á. Nó không, cái hay của nó là như mùa lành thì mình cứ đem vô đem ra, mình để trên cái xe đẩy đó. Dạ đúng rồi. Cái xe nhỏ nhỏ là ví dụ mình chỉ đẩy tới đẩy lui thôi. Dạ. Là mình sẽ không có sợ bị lạnh. Đó quý vị thấy. Bây giờ lá của nó thì nó chuẩn bị nó rụng rồi nè, tại vì mùa đông á. Cho nên tranh thủ ăn hết mấy cái trái này. Thành ra quý vị đó trái rất là nhiều. Dạ. Cho nó có mấy trái luôn á. Nó tranh thủ mà nó chín xong là ăn xong rồi bắt đầu lặt lá của nó xong cắt nó xuống rồi chùm nó lại là bắt đầu nó sẽ ra rất là nhiều. Cho nên quý vị nào mà muốn có trái thì muốn có cái mảng cầu na của mình á, nó gọi là sugar apple á, thì hãy đến với khu vườn. Và một lần nữa thì cái địa chỉ của mình để mọi người có thể đến để chuẩn bị những cái cây này kia. Dạ, địa chỉ là 8640 South 19 Avenue Phoenix, Arizona 85041. Bây giờ mùa đông á, cho nên mùa thu chứ, cho nên tụi em mở cửa là từ nói chung là đóng cửa thứ ba với thứ tư, thì mở cửa từ thứ hai, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Và chủ nhật á, thì mở cửa từ 9 giờ tới 1 giờ, mà ngày thường mở cửa từ 9 giờ tới 3 giờ. Nhưng mà nếu muốn gặp người Việt Nam thì cứ gọi cho em trước nha, số điện thoại là 480-825-38. Và thưa quý vị thấy phía sau lưng của Trọng Phúc với Phương Bi là cái hoa tigon dáng như chân tiên vỡ đó, rất là đẹp, màu sắc rất là tươi. Và như quý vị thấy đó thì cái hoa tigon này nó mọc ra từng chùm, mà ví dụ leo hàng rào thì rất là tuyệt vời ha, mà nó phát triển rất là nhanh. Và như vậy thì cái mùa đông nó có tồn tại được không? Dạ tồn tại được, nhưng mà mùa đông là mình thấy nó thê thảm lắm, nó chết xuống hết luôn, lá với bông là nó quẹo xuống hết. Thì bông thì vài bữa nó rụng bây giờ á, rồi có những nhánh nó sẽ chết, nhưng mà mình cắt nó xuống á. Trong đây là nguyên cái vàng, em trồng có một gốc thôi, một gốc mà nó đi tuốt nó đi hết nguyên cái nguyên một cây kia, hai cái hàng rào luôn. Dạ vậy đó. Dạ, nguyên dòng cái bờ hồ này luôn á, thì nó chỉ trong vòng có mấy tháng là nó mọc ra vậy, rồi nó mọc luôn bông luôn á. Thành ra là khi mà mùa đông thì nó sẽ giống như là nó ngủ đông đó, là toàn bộ cây ở trên là chết hết, ở dưới gốc còn sống lại, và tới khi bắt đầu mùa xuân bắt đầu chớm ấm lại thì bắt đầu nó mọc lên lại và nó lan ra là một lần nữa. Thì quý vị nào cũng thích có những cái mà nếu như vậy thì mình mùa đông cũng đâu trong cần chăm sóc gì đó đâu, cứ để cho nó ngủ thôi, rồi tới mùa xuân là mình thấy nó có chồi mầm lên, mình tưới lên là phát triển thôi. Ok, và một nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Khu Vườn Của Những Con Ong. Một cái chương trình rất là thiết thực cho tất cả quý vị yêu thích những cái vườn cây trong nhà của mình. Để đi đâu cũng vậy, đi làm về có ra ngoài vườn, mình coi những cái cây cối của mình, rồi có những chăm sóc cây, rồi có thể hái những cái rau củ quả mình vô mình sử dụng nữa. Có những cái trái mà rất là tươi, gọi là organic đó, phải không? Yeah. Mình trồng nó vừa thích thú nữa. Và thật sự ở Việt Nam nhiều khi mình không có cơ hội có hết tất cả những cái loại cây mà mình muốn. Ở bên Việt Nam thì thật sự Trọng Phúc thấy rằng nhiều khi mình muốn có cây này cây kia, nhưng mà để trồng được không phải dễ, bởi vì không phải nơi nào cũng có thể trồng được.
riêng Arizona chúng ta thì như quý vị đã thấy trong những chương trình vừa qua cũng như chương trình ngày hôm nay thì quý vị thấy rất là nhiều loại cây, mảng cầu sim, mảng cầu na, cây cốc, cây ví dụ nhiều cái loại cây mà chúng ta có thể trồng được. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và ủng hộ chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình cũng như đặc biệt là các chương trình khu vườn của những con ong. Với cô chủ nhân xinh đẹp của chúng ta, lần nữa cảm ơn Phương My đã đến với chương trình. Cảm ơn anh, dạ cảm ơn quý khán bạn giả đã theo dõi ạ. Thì xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau ạ. Dạ, bye bye. Thứ năm cuối tháng 11 hàng năm là ngày lễ lớn Thanksgiving của người dân Hoa Kỳ. Mời quý khán giả cùng tìm hiểu người Mỹ làm gì trong ngày lễ tạ ơn qua phần trình bày của sứ ngôn viên Mộng Trinh trong chương trình Đời sống và văn nghệ hôm nay. Mộng Trinh xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay trong mục tin Đời sống và văn nghệ, kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Người Mỹ làm gì trong lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn Thanksgiving Day là một trong những ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm của Mỹ, được tổ chức vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng 11 và kéo dài tận thứ hai tuần sau. Xưa kia, người Mỹ có thói quen dậy sớm vào ngày này để đặt một bữa tiệc gà tây nướng trộn đậu que bí đỏ và mua vé xem bóng đá. Nhưng giờ, thói quen đấy cũng đã thay đổi, họ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và mua sắm. Vì thế, đây được xem là kỳ nghỉ của gia đình, khi mọi người có thời gian quây quần đoàn tụ bên nhau. Những người đi làm xa cũng tranh thủ về thăm nhà. Lễ tạ ơn cũng vì thế mà được xem là một trong những dịp mua sắm lớn nhất trong năm ở Mỹ. Mùa mua sắm chính thức bắt đầu khi ngày lễ tạ ơn kết thúc và kéo dài đến tận Noel. Ngày thứ sáu sau ngày lễ tạ ơn là ngày mua sắm đông nhất trong năm, đến mức giới kinh doanh bán lẻ gọi đây là ngày thứ sáu đen tối, Black Friday. Ngày này họ phải mở cửa từ khi mặt trời chưa ló dạng và phục vụ khách đến tận nửa đêm. Đây cũng là dịp để các nhà kinh doanh tranh thủ tung ra các chiêu khuyến mại hấp dẫn, hàng điện tử như điện thoại cầm tay, máy nghe nhạc, máy tính xách tay hay các dụng cụ gia đình, lò vi ba, bếp điện tử và quần áo thời trang là những mặt hàng được chuộng nhất. Không khi nào bạn mua hàng hiệu với giá bèo như trong dịp lễ tạ ơn vì có nơi giảm giá đến gần 90% giá trị món hàng. Dân du lịch khắp nơi có dịp đến Mỹ mùa này cũng tranh thủ đi mua hàng các outlet mall để thỏa sức mua sắm với giá cực rẻ. Thậm chí, các công ty du lịch chuyển tour Mỹ như du lịch Carnival tổ chức hẳn đường tour mua sắm Mỹ nhân mùa lễ tạ ơn. Nhà tour chọn lọc những điểm mua sắm nổi tiếng như Las Vegas, Premium Outlet, Fashion Outlet, Nordstrom, Macy's để bạn tha hồ chọn lựa. Bạn sẽ bất ngờ khi mua hàng hiệu chính hãng như Adidas, Ann Taylor, AX Armani Exchange, Coach, Guess, Lacoste, Polo Ralph Lauren với giá giảm đặc biệt từ 25-65% giá trị món hàng. Quý khán thính giả vừa theo dõi bài viết của chúng tôi, chương trình của chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào chương trình kỳ tới. Bí kíp dược thảo lá sông đặc chế giúp chống lại cảm lạnh và cúm, mở xoang phổi, thanh quản, làm nới lỏng cơ bắp và giảm dị ứng, thúc đẩy lưu thông máu, đổ mồ hôi ra độc tố và tạp chất, loại bỏ các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn và các tác nhân gây viêm, tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp giảm căng thẳng và tăng tinh thần minh mẫn. Hãy gọi ngay 916-666-0218, 916-666-0218 hoặc info@mnmothernature.com. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân và đừng quên bấm nút đăng ký, ghi danh, subscribe cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.